Bây giờ cô sẽ mở bài mở cái Demo.js. Spring 23.js đi nhá. Ok. Cô tắt bớt mấy cái bữa trước cô hướng dẫn cho các bạn đây ha. Đấy. Cái bài Conculator là cái bài hôm bữa đúng không? Rồi, bài này cô đã gửi cho các bạn rồi. Ok. Rồi. Rồi, cô giảng bài hôm nay nhé. New file này, cô sẽ giảng một cái file bài mới, tức là hôm nay cô sẽ giảng bài là ôn tập từ bài 1 đến bài 3 nhá. HTML. Rồi. Ở đây cô sẽ link tới cái file JS. Cô new một cái file JS là ôn tập 1 đến bài 3.js nhá. Đấy, cô sẽ link tới, các bạn gõ script, cô gọi cái file mà cô vừa tạo xong chấm sẹt js sẹt ôn tập nhé. Rồi, ok, cô run cái này lên, open with line server, cô run cái này lên. Ok, cô thu nhỏ lại một xíu để các bạn nhìn. Cô thu nhỏ lại để các bạn nhìn nhá. Ok, F12 nha các bạn. F12. Rồi, cô sẽ mở cái log. Cái console log. Đâu rồi? Console cô đâu rồi? Đây. Cái này tắt đi. Rồi, ok, cô sẽ mở cái log này các bạn nhìn cho kỹ. Ok. Rồi, cái này cô cũng đóng lại. Cô sẽ chạy cái ôn tập này. Đó, vậy thôi nhé. Rồi. Cô sẽ review lại toàn bộ những kiến thức từ bài 1 tới bài 3 mà cô thấy, cô review trước xong cô sẽ nhấn mạnh vào những cái quan trọng. Thì đầu tiên là cô sẽ nói đến cái ngôn ngữ JavaScript, thì cơ bản có một số cú pháp nó sẽ giống như Java, nó giống như C, giống như khi nãy một bạn nói là nó sẽ giống Java với C. Tuy nhiên thì nó sẽ có những điểm khác. Khác thứ nhất là cách đặt tên biến. Đặt tên biến thì các bạn có đặt biến, khai báo biến là các bạn có từ khóa var. Các bạn có từ khóa var. Đấy, các bạn có từ khóa var, từ khóa let và từ khóa constant. Thì từ khóa var cô nói lướt nhanh nè, là var là khai báo biến, var và let là khai báo biến, còn constant là khai báo hằng số. Đã khai báo hằng số thì cái nó không đổi. Ví dụ cô đã khai báo là constant số pi bằng 3,14, thì sau đó cô lốc cái số pi này ra, cô lốc cái số pi này ra thì nó vẫn lốc bình thường đúng không ạ, nó lốc 3,14 ra bình thường. Tuy nhiên bây giờ cô gán lại số pi gán bằng 5 thì lập tức nó sẽ báo lỗi ngay. Đấy, nó không thể gán cho một cái constant được. Đấy, không thể gán, nó gán giá trị cho constant được, cho nên cái dòng này nó sẽ lỗi ngay. Đó, các bạn thấy là đã là hằng số là không thay đổi được. Và thứ nhất là cái khai báo biến này nó áp dụng khi nào? Thứ nhất là áp dụng cho những cái hằng số mà các bạn hay quen thuộc nhé. Hai là áp dụng vào đâu? Áp dụng vào hàm. Ví dụ có khai báo một hàm là constant, hàm tính tổng chẳng hạn, bằng tính tổng bằng ví dụ như là function đó. Ok. Rồi return a cộng b chẳng hạn. Đấy, tổng thì truyền vào hai hai giá trị là ab, như thế ab. Thì về nguyện đó, các bạn thấy là tại sao lại anh này lại người ta khai báo là hằng, bởi vì bản thân anh này là một cái định nghĩa hàm, mà định nghĩa hàm thì không đổi, không thay đổi,
cho nên là chỗ này người ta cũng để hàm, hoặc là các bạn để vào mảng cũng để constant, được chưa? Chỗ này cô bỏ nhé. Rồi vậy là mình sẽ có ba cách khai báo là valid và constant. Và khác let chỗ nào các bạn về tự coi, coi lại đi, bởi vì học rồi nó khác về phạm vi của biến và khác về cái hosting, tức là cái khai báo định, tức là định nghĩa trước hay định nghĩa sau nhá. Về coi lại cái này ok chưa, tại vì cái constant nó hơi khó hơn khác một chút, cho nên là cô giải thích thôi. Đó là cái thứ nhất. Nó khác. Hai nữa là các cái giá trị, cái kiểu của nó, kiểu kiểu số. Tuy nhiên cái đấy nó không khác nhiều cho nên là cô không nói. Rồi cái thứ hai, cái tiếp theo đó là có câu lệnh điều khiển thì nó giống nhé. Các câu lệnh điều khiển giống này các bạn, nó cũng có câu lệnh là if else, nó cũng có là câu lệnh if else, if else if, if if else, if else if, if else if đó. Thì câu lệnh if else hay if else if thì nó giống y xì, không khác cái gì. Câu lệnh switch, câu lệnh switch, câu lệnh switch thì bản chất là giống, nhưng mà nó dễ chịu hơn. Tức là cái value ở trong cái switch á, đây cái value ở trong cái switch á, thì nó có thể nhận nhiều giá trị. Có nghĩa là bên nếu học Java, các bạn chỉ nhận được ký tự hoặc là số. Câu lệnh C thì được ký tự hoặc là số, còn bên này là nhận được luôn cả chuỗi. Cho nên nó dễ chịu hơn. Đấy, nó dễ chịu hơn nhiều. Ok. Đó. Rồi, Văn Hoàng em gửi, Hoàng hỏi cô add friend Hoàng hả? Ok. Rồi. Rồi bạn Mạnh thì vẫn muốn viết object đúng không? Tí nữa cô sẽ viết cho Mạnh cái object. Không sao hết nha, từ từ Mạnh nha. Hoàng chờ xíu, cô add Hoàng đây, Mỹ Linh. Hoàng này, không biết Mỹ Linh có phải lớp mình không? Linh, cô ẹt Mỹ Linh luôn rồi. Đại Hào lại, cô không biết, cùng nhóm cô ẹt luôn rồi. Ok. Rồi, cô ẹt rồi nhá. Rồi, thì cái value này trong cái này switch có cây, nhưng mà thực ra cô nói thật các bạn là trong thực tế các bạn làm switch cây không nhiều lắm đâu. Có, nhưng mà các bạn thường demo vào cái menu hoặc cái gì đấy ở trong Java gì thôi. Đúng không ạ? Rồi chấm 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 đi nhá. Đó, câu lệnh thứ hai, câu lệnh thứ ba là câu lệnh loop vòng lặp, thì có cái while, do while, do while for, for, for in, for x, for up, rồi for in, rồi for x, đó nhiều lắm. Thì có cái for up, for in, for x này các bạn dùng với mảng nhé, dùng với object nữa, object cũng hay lắm nha các bạn. Đấy. Còn cái này thì dùng với bất cứ cái gì. Còn ba mấy cái thằng cái đồng chí sau này là các bạn dùng với mảng. Ok không ạ? Đó là vòng lặp. Cái nữa là cái câu lệnh nhảy break continue. Break continue và câu lệnh return cũng là câu lệnh nhảy nhé các bạn. Câu lệnh return thì dùng cho hàm. Đã dùng cho hàm. Đó là câu lệnh nhảy. Đó, break thì dùng cho cả switch, cả câu lệnh for, câu lệnh lặp. Còn continue chỉ dùng cho câu lệnh lặp, còn return chỉ dùng cho hàm thôi nhá. Đấy, thì một số cái cơ bản như vậy thì nó đang giống. Nó đang giống. Ok. Mà nếu bạn nào mà cảm thấy không ổn lắm, chưa ổn lắm về các cái vòng lặp các thứ, thì các bạn chịu khó ngồi làm vài bài tập. Thường cô sẽ cho các bài tập ví dụ như là viết câu lệnh xuất ra chữ hello world 10 lần. Đó. Rồi nhập một số nguyên và xuất ra các phần tử số chẵn, số lẻ các thứ đó. Đó. Ok không ạ? Thì đó là một số cái bài tập mà luyện cho câu lệnh lặp. Nhưng mà nếu lỡ mà yếu yếu không sao hết, bây giờ mình sẽ phải dùng tới câu lệnh lặp thôi. Quay lại hàm,
nhé. Mình sẽ làm việc với hàm. Làm bài xuất ra tam giác. Xuất ra tam giác á hả? Xuất ra tam giác là bài gì? Rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua một cái phần mà rất là quan trọng nha. Ba phần quan trọng của anh này. Đó là cái gì đấy ạ? Một là mảng, hai là hàm, ba là xử lý sự kiện. Đó, xử lý sự kiện. Ok. Rồi, là các bạn học rồi, cô lướt qua. Còn có đương nhiên tí nữa, có thời gian cô sẽ đi về object cho các bạn coi ha. Đấy, nó còn có object, còn DOM rất là nhiều thứ nữa. À, và cái đấy là cái tinh túy nhất của cái thằng mà JavaScript. Còn mấy anh đầu thì là giống nhau thôi. Còn bây giờ tôi đi nè. Hàm mà tôi đi ghi chữ làm trời hàm. Rồi, mình đi từng cái một nhé các bạn. Mình đi từng cái một nè, mình đi mạng. Khai báo mạng ở trong JavaScript, khai báo gốc của nó sẽ là như thế nào? Var array gán bằng new array. Đó, new array. Không bao nhiêu phần tử cũng được, nó không có xác định, có thể để 5 phần tử, có để 10 phần tử, bao nhiêu cũng được. Hoặc là khai báo luôn. Khai báo luôn là 5, 4, 3, khai báo số phần tử đấy luôn cũng được. Đó, đó là khai báo mạng. À, và tiền thân của JavaScript nó chỉ được khai báo mạng một chiều, không được khai báo mạng nhiều chiều. Nếu muốn khai báo mạng hai chiều thì cái hàm array này không làm được các bạn nhé. Nếu là Java thì nó sẽ là integer a móc vuông, móc vuông là một mảng một chiều, một móc vuông nữa là mảng hai chiều. Còn array thì không thể khai báo được, không thể nào một móc này được nữa, không làm được. Cái gốc của thằng JavaScript không làm được. Trước đây nếu muốn làm mà mảng thì các bạn phải làm là array không là phần tử đầu tiên của mảng array cũng lại bằng một cái mảng nữa, new một array nữa. Đấy, tức là mỗi phần tử của mảng thì nó lại là một mảng khác, thì khi đấy là mảng hai chiều. Hiểu không ạ? Đó. Thì giờ mình không dùng cái này khai báo mảng nữa. Hoàn toàn được nhá. Hoàn toàn được, bình thường mà làm cái này là ok. Nhưng mà bây giờ có cách khai báo mảng khác. Ok nhá, cái này cô comment lại. À, cái này không hề lỗi, cái này vẫn ổn. Đó, cách khai báo mảng khác này các bạn. Là cô sẽ dùng cái toán từ móc vuông và array bằng móc vuông. Nếu cô để ý này thì cô đang khai báo một mảng rỗng. Đang khai báo một mảng rỗng nha mấy đứa. Rồi, bây giờ cô muốn khai báo mảng một chiều thì cô để là 1 2 3 4 5 gì đó. Vậy là cô đang khai báo mảng 2 4 5 phần tử. Đấy. Ví dụ như là cam quýt mít dừa. Đấy, quýt. Mít dừa. Đó. Đấy. Cóc bổi mía ghim gì đó. Ok. Thì cái này là cô đang khai báo mảng 4 phần tử. Ok chưa? 4 phần tử. Đó, mảng một chiều 4 phần tử. Đó. Rồi, cách khai báo thứ hai, mảng nhiều chiều. Mảng hai chiều chẳng hạn. À, thì cô có var array 2 gán bằng móc vuông. Cái này là một chiều. Bây giờ trong cái móc vuông này cô khai báo tiếp một mảng khác. À, thấy chưa? Một mảng khác là ổi xoài. Đúng không? À, cam. Đúng không ạ? Phẩy, đó là được một hàng. Rồi, một cái nữa. Số 1. Được luôn, số 2 phải được luôn, số 3. Hai hàng. Vậy là cô vừa khai báo mảng hai chiều gồm hai hàng và ba cột.
Đó. Đây là đang khai báo mảng hai chiều. Các bạn muốn khai báo mảng 3 chiều được luôn, nhưng mà thôi làm 3 chiều chỉ cho cực dây, làm 2 chiều được rồi để các bạn hiểu là à khai báo được mảng 2 chiều. Ok không? Rồi, bây giờ mình sang cái phần truy xuất mảng này các bạn ơi, truy xuất mảng nha. Rồi. Cô đang khai báo mảng 1 chiều. Cái này là mảng 1 chiều và mỗi phần tử của nó là một chuỗi đơn. Mỗi phần tử của nó là một cái chuỗi đơn. Bây giờ để truy xuất vào mảng, cô có rất nhiều cách. Cách thông thường nhất các bạn hay dùng đó là câu lệnh for. Y gán bằng 0, y nhỏ hơn array chấm len, y cộng cộng. Sau đó các bạn lốc ra từng phần tử một. Lốc ra. À, lốc ra array array y. Đó, cách đơn giản nhất các bạn hay làm là nó lốc ra cam quýt bít dừa. Thấy chưa ạ? Lốc ra từng phần tử một. Đó. Cách thứ hai truy xuất mảng các bạn học rồi, đó là for gì đấy ạ? For và valet gì cũng được nha, x of array đúng không? Đấy, các bạn mới lốc ra cái x, cũng lốc ra cam quýt mít dừa luôn đó, và x cái này là duyệt từng phần tử của mảng luôn. Rồi có một cách nữa các bạn cũng hay dùng là dùng cái for x. Vui, cái này mới nha. Array. Và element này cũng giống như x á, là duyệt từng phần tử của mạng. Các bạn cũng lock ra x. Cũng cam quýt mít dừa luôn. Tức là các bạn sẽ phải vòng làm việc với vòng lặp. Chủ yếu là vòng lặp gì thôi, vòng lặp để duyệt cái mảng, tại vì là mảng của nó là nhiều phần tử, muốn truy xuất vào từng phần tử thì phải thông qua chỉ số hoặc có những cách khác để các bạn truy xuất, phải duyệt từng phần tử một. Đấy, bản chất anh này là duyệt từng phần tử, cái này bản chất anh này là duyệt từng phần tử thôi nhá. Vậy là các bạn làm việc với mảng một chiều, bây giờ vào làm việc với mảng hai chiều thì sao? Mảng hai chiều thì phải dùng hai vòng lặp thôi. Vòng lặp đầu tiên là duyệt hàng, vòng lặp thứ hai là duyệt cột. Vậy mình có hai hàng và ba cột. Vậy cô sẽ làm như sau, nếu dùng vòng lặp for thông thường. Cô xóa y gán bằng array 2 chấm len là cô duyệt cái số hàng. Nó sẽ có hàng thứ 0, hàng thứ 1, đúng không? Rồi, sau đấy cô bắt buộc cô phải dùng tới for tiếp. À, cũng let y, bây giờ let g. À, cái này là array 2. Nghe nè. Bây giờ của mình là mỗi phần tử array 2 thì nó lại có 3 phần tử con. Tức là array 2 0 thì lại có 3 phần tử con, cho nên chỗ này tôi để array 2 0. Thì tôi thay vì để số 0, số 1 thì tôi để array 2 y. Đó. Ok, chấm len. Cụ thể là nó sẽ là như thế này nhá. Đầu tiên cô sẽ khi y bằng 0 thì tôi sẽ duyệt tới array 20. À, để số 2 nó lằng nhằng quá, bây giờ tôi đổi thành số 2 nhé. Cô để là cái mảng A đi. A hoa đi. Cô thay cái này là A đi. Đấy, A cho dễ ha. Đó. Thì bây giờ khi mà tôi duyệt cái hàng thứ nhất, tức là y bằng 0 thì tôi duyệt tới A0. A0 là cả cái hàng này. Đó. Sau đó vòng lặp for ở trong nó sẽ duyệt từng phần tử ở trong cái hàng này. Thì nó sẽ là A0 chấm len, nó ra 3 phần tử. Và nó duyệt từng phần tử một, nó lốc ra. Nó lốc ra cái gì ạ? AI là phần tử cái hàng trước, xong đấy đến là G. Đó. Ok, nó sẽ là ổi xoài cam 1, 2, 3, đúng không? Nó đi từng cái một. Đầu tiên là nó sẽ đi là A0, Y bằng 0, nó đi A0. Sau Y bằng 0 nữa, nó sẽ đi A00, thì nó phần tử ổi. Tiếp G tăng, tức là nó tăng cái biến ở đây. Cái này phải vẽ ra các bạn nhìn nó rõ hơn.
cô mà viết bảng á, cô vẽ ra các bạn nhìn rõ hơn. Nhưng mà tóm lại, mà thích vẽ thì tôi vẽ luôn, thích thì tôi vẽ luôn các bạn. Nhưng mà cũng không tới mức mà đến mảng hai chiều. Thường thường các bạn làm tới object thì các bạn khỏe rồi. Đây, các bạn có hai hàng ba cột đúng không? Đấy, một cột, hai cột, ba cột. Ok. Đấy, đây là các bạn có một cái A nhá. Rồi, nó hơi lag tí. Đây, cái mảng này của cô là mảng A. Mảng A. Rồi, Y là cô duyệt trên xuống dưới, Y là cô duyệt cái thằng này. À, vậy là Y nó sẽ là Y0. Cô sẽ là có Y0, Y1. Đúng chưa? Đấy, Y là duyệt cái mảng này. Từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới là duyệt hàng. Sau đó khi duyệt từng hàng một thì tôi sẽ duyệt G. G là thằng này. G. Khi Y bằng 0 thì G bằng 0, nhảy G0. Đó. 1 2. Đó. Vậy thì cái này là ổi, ổi nằm đây. Ổi nằm ở đây. Ổi nằm đây. Xoài nằm đây. Cam nằm đây. Đúng không? Và số 1 nằm đây. Số 2 nằm đây. Ok. Và đây là số 3. Vậy thì khi y tôi bằng 0, y tôi bằng 0 thì nó sẽ, ở đây là kiểm tra điều kiện thôi. Nó sẽ xuống đây, nó for g, g thì bằng 0. G còn nhỏ hơn AI chấm len. AI chấm len là A0 chấm len là ra cái này các bạn. A0 nè. Mà chấm len là ra cái độ dài của cái mảng con này. Đó. Sau đến nó duyệt hết vòng lập for này, nó duyệt hết cái vòng lập for này, nó next tiếp. Khi đấy y sẽ tăng lên 1. Y sẽ tăng lên 1. Thì nó lại lại duyệt tiếp cái vòng này. Đấy. Vậy nó đi từ phần tử này đến đây, xong next tiếp đến đây, đến đây, đến đây. Đấy, nó cứ next next từng phần tử như thế. Đấy. Thì mảng các bạn bắt buộc phải sử dụng mảng hai chiều. Để các bạn xử lý cái hai vòng lặp lồng nhau để các bạn xử lý cái mảng hai chiều. Ok. Đó, thì mình tạm thời bỏ qua cái mảng hai chiều trước, bây giờ mình sẽ làm việc với mảng một chiều đi ha. Đây. Rồi. Vậy thì làm việc với mảng, các bạn có rất nhiều cái phương thức làm việc với mảng. Ok không ạ? Đây, cô sẽ chỉ cho các bạn nghe nè. Một cái chiêu. Các bạn lên trang W3 School. Đây nha. Các bạn lên trang W3 School. Các bạn vào reference. Các bạn chọn cho cô cái JavaScript reference. Ok, các bạn chọn cho cô array, JS array. Đó. Các bạn kéo xuống, cái này là khai bỏ mảng nhá. Đó, các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy là đây là tất cả những cái hàm mà làm việc với mảng. Các bạn muốn biết thì các bạn click chuột vào các bạn coi nó nói về cái gì. Ví dụ anh NT này cũng là một cái cực kỳ thú vị. Tức là cái nếu tôi cho một mảng, tôi cho một mảng đúng không, xong tôi để cái mảng đó tôi chấm entry thì mảng này gì đấy ạ? Đây, nó sẽ tạo một cái vòng lặp, nó tạo một cái iterator, để nó duyệt ở dạng key và value, cái cặp key và value cho cái mảng này. Cái này là một cái cũng rất là hay nhá. Đây, nó sẽ tự tạo cái này là 1 2 3 4 là banana orange, nhưng mà khi các bạn mà entry một cái thì lập tức nó sẽ xuất ra cho các bạn nè, cái cặp 1 0 tương ứng với banana. Đấy. Số phân tức là cái phân tử của nó, vị trí của nó sẽ là key và cái này sẽ là value. Đó, nó sẽ đưa vào cặp key và value. Đó, ok không ạ? Đấy. Nó rất là thú vị. Hoặc nếu các bạn đang ở object mà dùng entry cái biến thành mảng ngay. Đấy nha. Rồi, ok. Ví dụ khác các bạn có thể coi nè. For x thì nãy cô nói rồi,
ví dụ như là filter hay là ví dụ như là con khác là nối chuỗi, find index đi, find index, return index của cái giá trị đầu tiên mà nó tìm thấy, that pass test, tức là nó có điều kiện nó duyệt, nó kiểm tra. Giả sử cô tìm cái tuổi, cô tìm cái tuổi, ví dụ như là tuổi của cô lớn hơn 18 thì tôi sẽ lấy ra, nhưng mà nó trả về cái index đầu tiên thôi. Vậy ở đây là nếu như lớn 18 thì đây kiểu 20 thôi, nhưng mà lớn bằng 18 thì có 18 và 20. Cô test cái bài này các bạn coi nha. Đây, cô test bài này là sương sương bài này các bạn coi nè. Đấy, test bài này các bạn coi nha. Cô sẽ comment hết cái này đi ha. Đấy. Rồi, comment luôn cái anh này đi ha. Đấy, cô đang làm mảng một chiều nhé, không đụng gì đến mảng hai chiều. Đây, đang mà làm mảng một chiều rồi. Các bạn nhìn nhé, cái này nè, đầu tiên là cô có cái H3 10 18 20. Cô sẽ tìm cái nó trả về index mà có cái H lớn hơn 18. Thì vậy các bạn thấy là ở đây 20 đang lớn hơn 18. Thì 20 thỏa mãn điều kiện và index của nó là 0 1 2 3, nó sẽ trả về 3. Đúng không ạ? Nó sẽ trả về 3. Rồi các bạn lốc cái này ra. Các bạn lốc cái này ra nhá. Lốc cái này ra. Cô lốc, hay là các bạn va cái index gần bằng, sau đó các bạn lốc cái index này ra, index thì nó trả về các bạn số 3, thấy chưa? Nhưng mà nếu như cô để cái gì ta, nó bị lag gì ta, rồi rồi, nhưng mà nếu cô để là lớn hơn bằng 18 thì các bạn thấy là có hai cái thỏa mãn thì nó trả về index đầu tiên, nó trả về số 2. Mặc dù hai cái thỏa mãn nhưng nó trả về index đầu tiên, tại vì các bạn đọc đọc ở trong này nè, nó nói là nó sẽ trả về first element, tức là nó trả về giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện đó, và nó tìm, tức là nó tìm đó, nó tìm theo điều kiện nào đó đó. Rồi có một vài hàm mà hàm supply hôm bữa các bạn có học, phải không nhỉ? Có đúng không? Mảng các bạn có học supply đúng không? Các bạn có học for x hả? Supply hả? Rồi pop, các bạn có pop, các bạn có push, các bạn có đấy, có ship, có đủ thứ đúng không? Rồi map thì là một cái khác nha, từ từ. Cô giải thích cái hàm supply nè, cái hàm này các bạn làm mà các bạn không hiểu. Bữa cô hỏi chấm bài, cô hỏi sương sương các bạn không hiểu gì. Bây giờ cô mới giải thích cái hàm này nhá. Đây nhìn nè. Hàm này nè. Giả sử như là cô có một cái mảng, cô copy cái này luôn đi ha, cô copy anh này đi. Đấy, mảng thường các bạn để cũng constant đấy, các bạn thấy không? Mảng cũng constant. Tức là khai báo mảng thì không đổi, nhưng cái số phần tử mảng có thể đổi, nó không quan tâm. Rồi bây giờ cô comment anh này lại. Đây. Rồi tiếp là cô có mảng là banana, orange, apple, mango. Bây giờ cô mà thêm, cô muốn thêm ở sau cái orange hai phần tử nữa. Nếu cô thêm ở sau cái mango thì các bạn dùng put là được. Như cô thêm mà banana rồi orange, apple, mango rồi còn cái gì nữa? Strawberry chẳng hạn, đúng không? Giờ cô thêm một cái anh strawberry sau Đi cái. ơi, Các bạn đâu hết rồi? Cô mute trở lại nha. Các bạn cũng còn lại năm mấy người kia nhỉ? Các bạn cũng chịu khó học ghê á. Những bạn ở đây là tuyệt vời đấy nhá. Bạn nói cô chậm lại hả? Ok. Rồi, em không hiểu em cứ hỏi nhá. Em không hiểu em cứ hỏi. Tại vì cái này là cô đang duyệt lại cái bài cũ của các bạn ấy mà. Rồi. Bây giờ giả sử cô thêm một cái quả, một trái cây nữa vào cuối mảng thì cô chỉ cần là fruit. Đây bây giờ cô lốc nó lại nhá.
Cô lốc nó ra nè. Đấy, fruit. Cô lốc cái anh fruit này ra. Thì nó ra là mảng từng này 4 này anh đúng không? Mảng 4 anh. Đúng ạ. Tôi ra mảng 4 đồng chí, 4 đồng chí này. Ok. Rồi. Nhưng bây giờ cô muốn thêm một phần tử nữa thì cô put nha. Fruit chấm put thêm vào cuối mảng thì cô chỉ cần chấm put thôi. Và cô thêm ví dụ cái này là strawberry đúng không? Berry. Xong cô lock lại. Cô lock lại cái fruit này. Fruit, fruit, fruit. Đúng kìa. Đó. Thì nó sẽ có là gì đấy ạ? Banana, orange, apple, mango và strawberry ở cuối rồi. Tuy nhiên là cô muốn thêm một cái strawberry không phải ở cuối một mà thêm ở sau orange. Sau orange. Thì cô không thể dùng cái put được, put nó thêm cuối rồi. Đúng không ạ? Bây giờ cô muốn thêm vào cái sau orange thì cô sẽ phải dùng cái supply. Đây, chấm supply. Thì hàm supply có những cái đối số như sau. Đối số thứ nhất là vị trí cô muốn chèn vào. Vậy ở đây 01 thì vị trí cô muốn chèn vào sẽ là vị trí số 2. Thì để ở đây cô để số 2 nè. Phẩy. Sau cái này gọi là delete count. Delete count có nghĩa là số phần tử nó xóa. Mà cô muốn insert, cô không muốn xóa cho nên chỗ này xóa cô để 0. Có nghĩa là tôi không xóa đồng chí nào hết. Và cô thêm cái phần tử vào sau. Ví dụ các bạn thêm cái trái gì ạ? Trái gì đó. Cô không nhớ được trái gì nữa. Rồi cô thêm vào sau. Rồi thêm con mèo nữa. Ví dụ vậy. Cô thêm đại vào đây đi. Trái cây nhiều quá không nhớ. Nhớ có mấy trái cơ bản không ạ? Rồi các bạn thêm vào. Và các bạn cũng lốc nó ra. Các bạn xem nhá. Đấy. Vậy là sau orange sẽ có trái gì đó và con mèo, sau đó vẫn apple, mango và strawberry. Tức là thêm hai phần tử vào vị trí thứ hai. Nghĩa là cái này không cái 1 thì vị trí thứ hai là nó sẽ sau cái orange. Và cái số 0 này nè, đó là phần các bạn trả lời sai. Tức là số 0 này sẽ là không xóa một phần tử nào cả. Nghĩa là delete count đó, tức là có xóa số lượng phần tử được xóa, bị xóa. Rồi, tiếp cái này là thêm. Đúng không? Cái này là thêm. Vậy bây giờ tôi xóa. Xóa. Thì tôi xóa cái chữ tôi xóa cái. Cô muốn xóa cái orange này đi. Thì các bạn nhìn nhá. Cô sẽ cũng dùng cái supply. Đối phân tử thứ nhất là tôi xóa phân tử số 1. Cho nên ở đây tôi để số 1 phẩy. Và xóa mấy phần tử? Nếu không là không xóa phần tử nào. Một là xóa một phần tử. Và sau đó mấy anh này thì là cái giá trị thêm vào. Tôi không thêm gì cả. Thì đến đây là đủ rồi. Đến đây là đủ rồi. Không thêm nữa. Đó. Vậy là cô đã xóa cái orange rồi nha các bạn. Orange ở trên có, ở dưới xóa rồi. Vậy là tôi đang ở vị trí 1, tôi muốn xóa một phần tử, nghĩa là xóa cái orange này. Đó. Còn vừa xóa vừa thêm được được luôn. Đấy. Và không xóa mà thêm là cái trên. Đấy, cái dưới là xóa một phần tử tại vị trí 1. Đó, ví dụ như thế thì các bạn phải nguyên tắc là các bạn đọc hàm. Xong rồi các bạn phải coi hàm này nó làm cái việc gì và đối số ở nó phía trong là làm gì. Đấy. Phải hiểu từng cái đối số ý nghĩa là nào. Được chưa ạ? Đó, thì đó là mảng. Và các bạn lưu ý cho cô rằng các bạn sẽ làm rất nhiều về mảng với JavaScript. Cho nên sẽ không bỏ qua được mảng như các bạn. Chuỗi thì nó dễ hơn xíu. Với hai nữa là chuỗi các bạn xử lý trên chuỗi không có nhiều bằng xử lý trên mảng nhé. Rồi, và nhiệm vụ các bạn về các bạn không nhớ hết được đâu. Các bạn về các bạn coi lại cho cô. Cái nào cần dùng. Tất cả những cái này không phải cái nào các bạn cũng dùng hết. Các bạn dùng một số thôi, không dùng nhiều. Thì các bạn coi lại những cái nào mình dùng.
Đấy, mình coi, hoặc là các bạn tốt nhất là quần quần các bạn ngồi các bạn lại à, mỗi cái làm gì, ship làm gì, ăn ship làm gì, roi làm gì, split làm gì, ví dụ thế, đúng không ạ? Choi choi mảng thành một một chuỗi ví dụ thế. Ok rồi, vậy đó là mảng nhé. Ok, đến đây là ok chứ các bạn? Cô tạm ngưng, cô tâm sự các bạn. Rồi đến tiếp theo đó là cái function ha các bạn, hàm cái function. Function là một cái phần mà không thể thiếu được của JavaScript nha các bạn. À, tại vì là JavaScript là một cái ngôn ngữ mà nó vừa tổ chức dạng function vừa tổ chức dạng object. À, thì function là một phần mà quá quen thuộc với người làm JavaScript rồi. Đấy. À, và sau này hầu như tất cả mọi thứ đều tổ chức ở dạng component function. Ok. À, đây về cô giới thiệu function nhé. Function thì cú pháp của nó sẽ là function. À, sau đấy là tên của function. Tên của function thì các bạn phải đặt theo quy ước đặt tên. À, có nghĩa là nó phải không có dấu ký tự đặc biệt nè. Chữ đầu tiên phải là số, à, chữ không phải là số nè. À, nếu mà tách nhiều từ thì phải có ship gạch chứ không phải là dấu cách nè. Rồi nó tuân thủ, tức là nó không gây nhầm lẫn, không có chứa, không trùng với từ khóa, không chứa cái từ đặc biệt đấy. Và vì là function cho nên là nó phải là động từ, và chữ đầu tiên viết thường, tính tổng. Ví dụ tính tổng thì chữ tính của nó có nghĩa là động từ, và chữ tính, chữ tờ đầu tiên có viết thường đấy, cô sẽ viết như thế. Và cách đặt tên là các bạn đặt theo mang, tức là mang tính mô tả. Thay vì đặt S1, S2, S3 hay là ABC thì các bạn đặt là nó có tính mô tả, tức là nhìn 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 cái chữ tính tổng là có biết à cái hàm này hàm tính tổng. À, nhìn cái chữ bình phương có biết là hàm này hàm tính bình phương. Giống như các bạn có cái thư viện là math chấm. Ví dụ như là floor là cần làm tròn cái giấy mắc, lấy mắc min, lấy min round làm tròn random rồi vân vân. Rồi ví dụ như SQL là để căn bậc 2, nó hơi hơi tiếng Anh một chút. Kiểu như thế, tức là nó phải mang tính mô tả nhé. Đó. Rồi, nhìn là các bạn biết là nó là cái gì, ví dụ sum tính tổng là sum chẳng hạn như thế. Ok không? Rồi. À thì bây giờ đến sau đấy là đến mốc tròn. À, trong mốc tròn này thì chứa các cái tham số. Chứa các cái tham số. Có thể không có tham số, có thể có một tham số hoặc nhiều tham số. Ở đây tính tổng hai số thì cô có hai tham số. Đó. Ok. Và trong cái này thì các bạn khai báo cái biến để tính tổng. Và tổng bằng A cộng B. Và các bạn trả về return return tổng. À, đây là một cái cú pháp mà viết khai báo hay là định nghĩa một cái hàm cơ bản nhất. Đúng không ạ? Định nghĩa một cái hàm cơ bản nhất. Đấy. Ok. À, và để mà viết được một cái hàm chuẩn thì các bạn có một số cái mẹo để viết hàm nhé. À, cô lại mở cái pen ra cô vẽ. Cô mà lại mở cái pen ra cô vẽ. Đây. À, các bạn để ý cho cô nha. Thì để viết một cái hàm, các bạn cho một bài toán, giả sử như các bạn này bây giờ cho một bài toán viết hàm để làm cái gì cái làm cái gì đó, thì các bạn đặt cái yêu cầu, và khi đọc yêu cầu các bạn xác định cho cô 3 phần. Một cái phần thứ nhất, cái này cô gọi là cái phần xử lý, phần đầu vào và phần đầu ra. Đó, xác định cô 3 phần như thế. Đây, xử lý, đây đầu vào, xử lý và đầu ra. Xác định cho cô đúng 3 phần này là được. Cô lấy một cái ví dụ nhá. Các bạn viết chương trình, các bạn tính bình phương của một số thì các bạn xác định đầu vào sẽ là một số. Xử lý sẽ là bình phương. Tức là bình phương bằng a nhân a. Và đầu ra sẽ là cái bình phương. Đó. Các bạn phải xác định là đầu vào
xử lý và đầu ra. Ví dụ bài toán tính tổng khi nãy là đầu vào sẽ là AB hai số, xử lý sẽ là tổng bằng A cộng B, và đầu ra sẽ là cái tổng của các bạn khi nãy đó. Hoặc là viết phương trình tính nghiệm của phương trình bậc nhất thì ta có là AB, xong rồi là tính lằng nhằng trong này là x bằng trừ b trên a, nếu gì đó, nếu a khác không, còn a bằng không thì gì đó chấm chấm chấm, xử lý lằng nhằng trong này nè, và đầu ra nó sẽ phải là nghiệm x đó. Đầu ra sẽ là cái x, cái nghiệm của nó, à cái nghiệm của nó đó. Vậy là các bạn khi đọc một bài toán các bạn phải xác định luôn là đầu vào, xử lý và đầu ra. Rồi bây giờ mình quay lại cái bài của mình nhá. Vậy thì các bạn để ý nè, cái đầu vào này nó sẽ nằm ở đâu trong cái hàm? Nó sẽ nằm ở trong cái tham số. Cái xử lý nằm ở đâu? Cái xử lý nằm ở đâu? Cái xử lý này nó sẽ nằm ở trong cái đoạn xử lý này. Và cái đầu ra nó nằm ở đâu? Đầu ra nó nằm ở return. Quá dễ. Vậy thì khi cho các bạn một cái bài toán, các bạn đầu tiên phải xác định cho cô đầu vào, xử lý và đầu ra và đặt nó đúng chỗ, thế là ra cái bài toán của mình. Ví dụ tính bình phương của một số function, bình phương square, tính bình phương. Rồi đối số, một đầu vào là một số thì để a vào đây. Đó, xử lý và bình phương gán bằng a nhân a. Và đầu ra là bình phương thì return bình phương là xong. Đó. Thì đó là cách để các bạn viết hàm. Cách để các bạn viết hàm nhá. Đơn giản, dễ hiểu. Thường các bạn khi viết hàm các bạn không biết là các bạn để đầu vào như thế nào, các bạn không biết để cái tham số như thế nào, tính toán để chỗ nào và đầu ra là cái gì, các bạn đang lúng túng chỗ đó. Thì nếu các bạn tuân thủ quy tắc như này thì các bạn làm rất dễ dàng. Rồi, hàm thì có loại hàm có return và không có return. Ví dụ cô tính bình phương của một số xong cô rạt lốc ra đây luôn, lốc cái bình phương ra đây luôn, cô lốc nó ngay tại chỗ đây luôn, thì cô sẽ không cần phải làm gì à, không cần phải return nữa, ok không? Cô lốc ra đây luôn thì cô không cần phải return nữa. Rồi cô chạy thử cái hàm này các bạn coi trước nha. Đây, cô gọi hàm à, đây tính bình phương của số 5. À, cô không cần làm gì cả, nó log ra luôn là bình phương bằng 25. Đúng chưa? À, thì có một cái nhược điểm như thế này nè, nếu các bạn log ở trong này rồi á thì ở ngoài các bạn không can thiệp được. Ở trong này log sao thì nó hiển thị ra đó. Nhưng nếu như cô return khác ạ, nếu như cô không log ở trong này, cô return bình phương ở đây, thì ở ngoài các bạn gán cho nó một cái giá trị nào đó và bình phương gì đó bằng 5, thì cái chuỗi lốc nó ra là do các bạn tự quyết định chứ không phải là cái hàm quyết định nữa. Bình phương của a 5, 5 là gì ạ? Bình phương là gì đó cộng bằng là rồi thì hai chấm thôi nhé, cộng BP. Tức là các bạn điều khiển được cái chuỗi chuỗi này ở ngoài mà không phải phụ thuộc vào cái trong hàm, nghĩa là hàm này nó độc lập, còn ở ngoài tôi muốn xuất gì là việc của tôi đó. Cho nên khi cô viết một hàm á thì cô rất hay dùng return, cô tận dụng cái tối đa return này à, để cô xử lý hàm cho chuẩn đó, và có tính tái sử dụng hàm đó. Ok, còn có những cái hàm không return cũng được không sao nhé các bạn. Đấy, có hai loại, loại có return và loại không có return. Ok chưa ạ? Rồi, thì đó là hàm, cách viết hàm. Rồi cô giải thích một chút nữa để các bạn hiểu nè. Chưa xong nha. Cô giải thích chút nữa nè. Cái mà cô đang viết ở đây này, cái phía trên này tôi cô gọi là định nghĩa của hàm. Definition. Định nghĩa của hàm.
Còn cái này nè các bạn, cái thính bình phương mà trừ số 5 vào á, cô gọi là lời gọi hàm, calling function. Cái này được gọi là lời gọi hàm. Thì các bạn lưu ý nè, hàm nó chỉ được thực hiện khi nào có lời gọi hàm. Còn khi nó đang là định nghĩa của hàm thì nó chỉ check cái cú pháp thôi, cái syntax thôi. Còn nó chưa được tính toán, nó chưa được gọi gì trong đấy cả. Ok không ạ? Vừa phân biệt cho cô nhé. Rồi. Cái A và B hay là cái chữ A ở đây nè, trong cái dấu mốc tròn ở phần định nghĩa này nè, thì người ta gọi nó là tham số hình thức, parameter. Còn cái số 5 mà truyền vào tài liệu gửi hàm này, người ta gọi nó gọi là argument, đối số nhé. Cô uống mình nước, cô tắt tiếng rồi mấy đứa. Nói quá nói rồi. Cho mình cái ly đây, cái ly để đổ nước này ra. Đó. Ok. À, chờ cô xíu nha, lấy miếng nước uống nha. Rồi. Ok. Lưu ý cho cô nha. Rồi, một cái nữa nè, cái này cũng thú vị nè. Nếu cô viết như này thì sao nè các bạn nè. Constant. À, tính tổng. Gán bằng function. AB. À, cô return luôn A cộng B nha. Cô không ghi tổng bằng nữa, cô return lại cho nhanh. Rồi, các bạn nhìn nha. Ok. Nó sẽ báo lỗi bởi vì có bị hàm bị trùng, cô để tính tổng 2 đi ha. Rồi hết lỗi nha, tại vì nó trùng tên à. Rồi các bạn nhìn nhá. Đây là định nghĩa hàm. Đây cũng là định nghĩa hàm. Hai anh này đều là tính tổng hai số, không khác gì nhau. Nhưng bản chất nó rất khác nhau. Nhìn nào. Cô dùng tính tổng nhá. Các bạn nhìn nhá, cô lốc này. Cô lốc ra. Cái hàm trên là hàm tính tổng. Không có số 2, cô truyền vào số 5, số 6. Cô gán cho nó một cái chuỗi để gợi ý là hàm tính tổng. Rồi. Cũng là cái này. Cô để tính tổng 2. Đúng không? Cô để tính tổng 2, cô gọi tính tổng 2 rồi. Bản chất nó không khác gì nhau, nó vẫn trả về 11. Ô các bạn sẽ đặt câu hỏi là ô nó khác gì nhau? Tuy nhiên nó sẽ khác nhau khi cô đưa hai cái câu lệnh này đưa lên trên cùng. Cô đưa lên đây. Đấy, chuyện gì xảy ra? Đố bạn nào biết? Chuyện gì xảy ra? Có ai biết không ạ? Có ai tương tác với cô biết không ạ? À, lỗi. À, lỗi. Ok. Ừ. Return được. Ok. Được, được. Ừ. À, bạn nói là lỗi về lỗi gì ạ? Theo bạn là lỗi gì ạ? Tại sao lỗi ạ? Tại sao lỗi và lỗi gì các bạn? À, lỗi hosting. À, tại sao hosting ạ? Tại sao lại hosting ạ? Tại sao lỗi hosting ạ? Và cái nào lỗi và cái nào không lỗi các bạn? Cái nào lỗi, cái nào không lỗi? Cái nào lỗi, cái nào không lỗi ạ? À, rồi ok. À, một cái lỗi và một cái không lỗi nha các bạn. Cái tinh tông thì không lỗi, nhưng mà cái tinh tông 2 lỗi. Ok. À, ô tinh tông 2 lỗi chứ Mẫn. Tinh tông 2 lỗi, cái tinh tông mới không lỗi. Rồi, ok, cô giải thích nha. Rồi, cô giải thích nè. Cái hàm tính tổng này nó là một định nghĩa hàm độc lập. Bản thân cái này là một định nghĩa hàm. Nó đặt ở đâu cũng được thì các bạn đều gọi nó không bao giờ lỗi. Nhưng cái tính tổng 2 này, tính tổng 2 này nó
là biến, và cái biến này có kiểu là hàm. Ở trên này là định nghĩa một hàm, còn ở dưới là một cái biến, và biến này có kiểu là hàm. Một bạn khi nói để nói hoisting là đúng, tức là tại vì anh tinh tông 2 này là biến mà các bạn chưa khai báo biến mà các bạn dùng nó lập tức lỗi, cho nên muốn dùng anh này thì phải dùng sau khi nó khai báo. Dùng sau thì ok, dùng trước khi khai báo nó bị lỗi hoisting, chính xác. Nhưng bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là anh này đang là một function, định nghĩa một function. Còn anh này là đang định nghĩa một cái biến, và biến đó kiểu function. Mà đã là biến thì phải khai báo nó trước khi dùng. Mà các bạn khai dùng trước thì nó lỗi, thế thôi. Đây, phân biệt cho cô nha, phân biệt cho cô rất rõ chỗ này. Và nếu như các bạn không để ý thì các bạn nghĩ hai cái này là một, bản chất hai cái này là hai cái khác nhau, cũng là hàm, nhưng cái này là định nghĩa một hàng độc lập, còn định nghĩa cái này là định nghĩa một biến, và biến đó kiểu hàm. À, thú vị không ạ? Rất hay nha. Cái này ít khi các bạn phân biệt bởi vì các bạn cứ dùng thôi, các bạn không để ý. Ok, nhân đây có phân biệt luôn các bạn nhé. Đấy, ok rồi, tiếp nào. Cái version S6 thì có một cách viết hàm khác. S6 như các bạn, S6 thì có một cách viết hàm khác, đó là arrow function. Nó gọi là arrow function, là cái hàm mũi tên. Cái hàm mũi tên sẽ được viết như thế này. Cô copy xuống cho nó nhanh nha. Ở đây thay vì để function, cô xóa cái function đi, và đây cô để thay nó bằng cái mũi tên. Đó. Và cái này cô đặt là tinh tông 3. À, ok chưa ạ? Cái này được gọi là arrow function. À, và nếu như sau cái dấu mốc nhỏ này mà nó có mỗi câu lệnh return thôi thì cô thể viết lại được, viết lại nhé. Bản chất nó là một thôi. Đây cô để tinh tông 4 đi ha. Cô để luôn cái, xóa hết cái này đi. Đấy. Cô xóa hết trơn cái đống này đi, nó viết ngắn gọn lại còn có một dòng thôi. Đó. Nếu như cái sau cái trong cái dấu mốc nhọn mà chỉ có một dấu mốc tròn, một cái câu lệnh return thôi, viết lại. Rồi, hoặc là cái câu bình phương này nè các bạn, bình phương này nè. À, cô có thể viết lại như sau. Cái bình phương cô có thể viết lại như sau là constant tính bình phương 2 đi ha, bằng đấy các bạn để là a đúng không? Rồi mũi tên, à trả về là a nhân a đúng không ạ? A bình phương. Ok. Ồ tôi bị nhân a. Ok, rồi. Đơn giản vậy thôi. Và thậm chí là khi này a các bạn bỏ đi, các bạn viết có một chữ thôi, có một đối số thôi, bỏ luôn mốc tròn đi cũng được luôn. Đấy. Và các bạn thấy là cách viết mới, cách viết S6 nó sẽ viết như này, và nhiều bạn đọc các bạn không hiểu và nó là cái gì. Nhưng mà sau khi bây giờ các bạn học function xong, các bạn đọc code, lỡ đọc phải những cái này các bạn biết đó là function, đó là hàm. Ok, và các bạn viết hàm bằng cách nào cũng được, cách cũ cách mới gì được hết. Ok chưa ạ? À, đến đây ổn không các bạn ơi? Alo. Ok. À, cô sẽ demo cái sự kiện nhé các bạn, event. Event. Thì event là gì? Event là các sự kiện. Vậy có những sự kiện gì? Có những sự kiện liên quan tới chuột. Do người dùng tác động cầm chuột đây nè. Liên quan đến mouse, đúng không? Liên quan đến chuột mouse. Mouse. Có những sự kiện liên quan đến key. Tức là gõ phím, key. Key gõ phím. Có những sự kiện liên quan đến cái việc các bạn thay đổi gì đó trên Windows, ví dụ như là reload, unload, rồi resize, nhiều lắm. Thay đổi kích thước của cái màn hình á, gọi là resize, scroll, cuộn chuột,
nhiều lắm, scroll cuộn nhiều chấm 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 nhiều lắm. Thì đấy là những cái sự kiện, mình gọi nó chung là event, mình gọi chung là event, sự kiện. Thì sự kiện thì nó có vòng đời của sự kiện nhé các bạn. Vòng đời của sự kiện mình gọi là event life, life cycle. Tức là vòng đời của sự kiện. À, vòng đời của sự kiện nó bắt đầu khi nào? Khi các bạn click chuột, khi các bạn bấm vào để tác động vào sự kiện đó, đúng không ạ? Khi người dùng phát sinh ra sự kiện, khi người dùng phát sinh ra sự kiện, phát sinh sự kiện event, đúng không? Phát sinh sự kiện xong thì đến khi cái event driven đó, event nó sẽ nhận biết đó là sự kiện gì. Tức là cái browser, browser hoặc là cái engine đó, nó sẽ nhận biết được, à nhận biết sự kiện, nhận biết sự kiện gì. Tại vì là lúc các bạn phát sinh thì nó phải biết đó là sự kiện gì, click chuột hay key press hay cái gì đó. Rồi sau đó thì nó sẽ tìm cái event handle tương ứng với sự kiện đó, event handle tương ứng với sự kiện đó. Ồ, cái này cô đóng luôn, sorry mọi người. Đấy. À, kiếm cái event handle tương ứng. À, sau đó nó sẽ thực hiện hành động, thực hiện hành động gì đó, và thực hiện xong hành động thì nó kết thúc em. Kết thúc. Đấy, cô lấy một cái ví dụ sơ sơ để các bạn hiểu này, nhìn nó dài dòng vậy đó, các bạn không hiểu bây giờ mới hiểu nhé. Đây từ từ nè. Cô có một cái bất tần bình thường thôi. Trong cái bất tần này cô ghi là event test, sương sương cho vui thôi đó, chạy ra cái event test này đúng không? Đấy, nó nằm bên này là cái button này này. Trong cái button này cô sẽ có hai cái sự kiện để các bạn phân biệt nó nha. Sự kiện thứ nhất là almost over, over là sự kiện đưa con trỏ lên trên đối tượng. Sự kiện thứ hai của cô là on key, on click. Xin lỗi, không có on key, không gõ phím được cái này, on click. Rồi. Vậy là khi cô đưa con trỏ vào thì nó sẽ bắt được cái sự kiện này. Khi cô click chuột thì nó bắt cái sự kiện này, tức là cái trình, cái engine nó sẽ nhận biết sự kiện gì và nó bắt cái sự kiện đó. Rồi. Còn event handle là cái gì? Event handle là những cái thứ gì nó nằm ở trong dấu hai nháy này này. Nó gọi là event handle là trình điều khiển cái event đó. Và thường cái event handle nó là một cái hành động nào đó. Đó, và khi nó thực hiện xong hành động là nó dừng. Vậy là khi cô alert ra một cái thông báo là bạn đang đưa con trỏ lên đầu tôi, đúng không? Rồi, thử nha. Tôi đưa con trỏ lên, nó bật ra một thông báo. Bạn đang đưa con trỏ lên đầu tôi. Thấy chưa? À, tôi lại có một cái sự kiện on click khác. Tôi lại alert ra một cái thông báo là bạn click nhẹ nhẹ thôi, đúng không? Đó. Đây, bây giờ nhìn nhá. Vậy là rõ ràng các bạn có hai cái sự kiện, nhưng mà nó chỉ bắt một sự kiện tương ứng thôi, còn sự kiện còn lại nó không bắt. À, được chưa? Rồi cái này kinh quá, cái này hậu vừa thôi, cái này cô để cái double click đi, double click là click hai lần đi. Để các bạn, đây có hai cái sự kiện, sự kiện thứ nhất là click và sự kiện thứ hai là double click. Vậy khi cô click click một cái thì nó bật ra sự kiện là bàn click nhẹ thôi. Vậy cô double click một cái. Ồ, không double. Không được các bạn ạ. Double click là nó nhảy cái click trước rồi. Không được.
vậy thì phải là phải almost over và almost out đi ha. Thôi, tôi làm việc khác để các bạn demo cho các bạn nhìn thấy nhé. Để alert đó tôi phải mất công, tôi lại phải thôi được rồi. Quay lại coi. Tôi sẽ escape có được không nhé? Almost over. Tôi cô thử escape có được nha, đứa con trỏ vào. Đấy, cô escape không được, nó không cho cô escape, nó phải bắt. À được, rồi. Được. Escape hai lần được rồi, đưa vô nhá, escape là được. Là nó sẽ nhận biết một cái, đưa vào cái, nó sẽ nhận biết một cái, xong click chuột cái nó nhận biết cái khác. Đấy. Tức là các bạn vừa đang khai báo hai cái sự kiện vào cùng một cái đối tượng. Nhưng mà do người dùng thực hiện cái hành vi nào thì nó sẽ nhận biết cái sự kiện đó. Ví dụ như cô đưa con trỏ vào thì nó nhận biết là tôi đang over, nó sẽ bật ra cái alert tương ứng với cái over, tức là nó nạp đúng cái handle của cái sự kiện đó. Còn khi cô click đâu đó, còn khi cô click chuột vào thì nó bắt được cái sự kiện click chuột, thì nó nạp đúng cái event của sự kiện đó, cái handle của sự kiện đó. Thì đó, thì cái này này nằm trong cái dấu nháy này, nó gọi là event handle. Còn cái này là event này, cái này là event handle. Và khi nó nhận biết được event nào, nó sẽ tìm cái event handle tương ứng của nó. Sau đấy nó thực hiện hành động này, thực hiện xong là cái vòng đời event đấy kết thúc. Được không ạ? Thì cái này là sự kiện. Rồi. Tiếp theo. Thông thường các bạn sẽ ít khi các bạn nạp cái sự kiện vào đây lắm. Các bạn viết trực tiếp code Java, cái JavaScript vào đây lắm. Mà các bạn thường các bạn sẽ viết cái function, viết một cái hàm. Bản chất event handle nó là một function, nó là một hành động. Thì thường các bạn sẽ viết hành động này ra ngoài bằng cách là các bạn viết ở trong JavaScript. Ví dụ cô đưa, viết một cái function là over me gì đó, là đứa con trỏ over lên tôi đó, tôi viết cho vui thôi. Và các bạn có thể alert ra cái thông báo là chào bạn, đúng không? Rồi, và các bạn gọi cái hàm này nè lên trên cái sự kiện này là xong. Đó, gọi cái hàm đấy, trong hàm đấy viết gì là việc của các bạn. Rồi, tôi đưa con trỏ lên. Đấy, chào bạn. Đúng không? Đưa con trỏ lên, chào bạn. Vậy trong này viết cái gì là việc của các bạn? Đó, cái này được gọi là sự kiện và event và event handle. Cái hàm này là để xử lý cái gì đó tương ứng với sự kiện on mouse over. Rồi, cô xoáy over này đi, tôi làm click chuột cho nó vui nhé. Click on click cho vui nha. Đây. Rồi. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ làm gì đây? Một vài demo sương sương nha. À, cô làm một cái nữa là cái key luôn cho các bạn coi cho vui nè. Key đúng không? Cô để cái input. À, tag. Đó, sự kiện key thì có 3 sự kiện. Đó là on key press là nhấn nhả phím, on key up là nhả phím, on key down là nhấn phím. Ok không ạ? On key press là gõ phím. Đấy, có 3 cái key, on key nó có 3 cái. Là key press, key up và key down, đúng không ạ? Rồi, bây giờ giả sử như cô làm một cái bài tập mà vui vui đi. À, BR cho nó xuống dòng ha. À đấy. Ví dụ khi cô gõ phím, cô gõ số thì nó cho gõ, bắt đầu gõ chữ cái là lập tức nó không cho gõ. À, nó xóa đi. Nó xóa luôn. Đúng không ạ? Nó xóa luôn. Hoặc là nó sẽ không cho gõ. Nó return luôn, nó không cho em gõ nữa. Vậy là đầu tiên em phải bắt sự kiện on key. Theo kinh nghiệm thì các bạn dùng cái on key up, on key press nó nhận chậm hơn một nhịp, on key down cũng nhận chậm, on key up nó nhận đúng nhịp luôn. Đấy, bây giờ cô sẽ làm một cái hàm, tức là nhập input, nhập number. Ok, tôi chỉ nhập number thôi. Ok, rồi tôi viết cái hàm ở đây, function.
function input number. Ok. Rồi. À, vậy thì tôi sẽ có một cái event. À, thường event cô để là e. Cô nhập cái event cái e vào đây. Event đúng không? À, nhập cái ký tự vào đây. À, cũng được, cũng được, cũng được. Ok. Không cần. Cô nhập đại đi. À, vậy là cô sẽ lấy được cái chuỗi này. Đúng không? Cô lấy được cái chuỗi này, bây giờ cô sẽ có nè. Nếu event cô bắt được cái event chấm key code. Key code. Từ từ nha, từ 0 đến 9 thì key code là mấy các bạn nhỉ? Rồi. Bây giờ dễ thôi. Cô không nhớ thì cô test thôi. Cô alert cái key code cái ra được cái mà. Đúng không? À đây, cô alert cái key code thôi mà. Đấy, đấy là một cách để bạn test nha. Cô không nhớ, cô có thể search, nhưng bây giờ cô không cần search, cô nhớ nè. Đây, cô có số 0 cái. Sau key code lại không nhỉ? Event.keycode. Rồi, chờ xíu, lại phải search rồi. Key code này chưa ra. Không sao nha. À, double bascool. Đây, thằng này rồi. Đấy, cái thằng này. Mình sẽ có là có event không các bạn? Đôm. Đây, event. À, thú vị không? Event nhé các bạn. Xử lý event này. Event, copy event gì dữ vậy? Event abort các loại event. Cô search luôn nhé. Key code. Đây là key up, key down. Rồi, mình coi là nhiều lắm. Event một đống này các bạn ơi. Event object đi. Event object method đi. Nó gồm cái gì nè? Ở đây mình sẽ có là nhiều lắm. Mouse event. Rồi key focus drag. Quá trời có đất luôn. Vậy animation có là input event. Rồi bây giờ mình xem lại cái thuộc tính và phương thức của nó gồm cái gì nha. Phương thức của nó, đây là thuộc tính của nó nè. Nó sẽ có là enter key client x client y. Nó phải có cái key code các bạn ạ. Mà sao tôi gõ nó đây, key code mà tại sao cái này nó gọi là sai nhỉ? À, event chữ thường, cô viết event chữ hoa. Ok nha. Rồi mình tìm ra được cái lỗi rồi. À, cái này là event chữ thường các bạn nhá. Rồi. Đây. Event xong đổi nhỉ? Không đổi nhỉ. Gõ số 2 cái nó bật ra key code là 90. À 50, bây giờ có số 0 này. 48. À số 9 là mấy ạ? Số 9 là 57. Vậy là nó sẽ từ 48 đến 57 10 số. Vậy thì tôi có kiểm tra nhé. Nếu như mà nó ngoài khoảng từ 48 đến 57, if event này mà nhỏ hơn 48 đó, hoặc event key code chấm key code này mà lớn hơn 57, có nghĩa là nó không phải số. Nó không phải số thì tôi bật ra một cái alert để các bạn kiểm tra xem chuẩn chưa nha. Đấy, không phải số. Ok, đơn giản vậy thôi. Đó, vậy là các bạn gõ nè. Chữ A nó báo không phải số, nó báo liền luôn. Chữ B không phải số, nó báo liền luôn. À, số 3 không báo, tại vì số 3 là số. Số 0 không báo, chữ L báo. Rồi dấu sẹt cũng báo luôn. Tóm lại là nó nằm khoảng ngoài khoảng từ 48 đến 57 là không phải số. Bây giờ mình bắt tiếp rồi. Bây giờ không phải số thì tôi sẽ xóa luôn cái từ đó, không cho gõ nữa. Mà xóa luôn cái từ đó thì tôi phải lấy đồ dài của anh này. Hiểu không ạ?
tôi phải lấy cả cái độ dài của anh này đó, xong tôi trừ cái cuối cùng giống như cái hôm trước cô cho đó, thì cô sẽ lấy độ dài của anh này, cô lấy sao nè, cái này là tương tác với cái thành phần trên này nè, cô đặt cho anh này một cái ID hoặc là một cái name, hoặc là không thì tôi lấy luôn cái input. Vậy tôi sẽ lấy như sau, tôi sẽ để ra một cái biến là cái input và cái my input đi ha, sẽ gán bằng document.query selector. Tôi để vào cái thẻ input, tại vì có một thẻ các bạn ạ, nhiều thẻ thì mình xử lý kiểu khác, một thẻ cho nên mình làm rất dễ. Vậy thì cái my input.value, cô lấy luôn cái chấm value đi ha, chấm value, tại vì input mà thì chấm value được. Thì vậy my input của tôi lấy độ dài của này, tôi sẽ gán nha, các bạn nhìn nè, tôi sẽ gán nè cái anh này bằng chính nó chấm substring, sub này là start và end, substring này, substr này là start và số lượng, substr từ tôi xóa, tôi cắt từ phần từ 0 đến phần từ my in chấm len trừ 1, xong đó tôi gán ngược lại. Bây giờ lại nha, cái này để 1 2 3 không sao, để a cái không xóa hả, không xóa, không xóa thì tôi có cách khác, tôi có va new in gán bằng, tôi có cách khác nha mấy đứa, bán chính nó trừ 1 rồi gán gán bằng new in rồi, ok sửa lại 1 2 3 a không xóa hả, khoan không xóa thì tôi coi nó là cái gì, nếu khi code là anh này thì tôi lấy a. Biết rồi, tôi biết vì sao không xóa rồi, tại vì cái này tôi để ngoài, tôi phải để trong function nhé các bạn, xin lỗi cả lớp đấy, tôi phải để trong function. Rồi lại nha, 1 2 3 rồi a cái, ủa sao kỳ vậy, không xóa vậy, new in rồi, alert ra, alert cái này, alert ra thôi, in, ai vừa nhắn có cái gì đó, my in trong, my in ngoài, ai vừa nhắn có cái gì đó, từ từ xíu, cô sẽ alert lên xem nó là cái gì. Rồi cái này cô sẽ để new in, rồi lưu lại, từ từ cô đọc của bạn nha, một ra 1 đúng này, 2 ra 12 đúng rồi nè, 3 ra 3 đúng rồi nè, rồi chữ A ra 12A là đúng rồi, sau đó new in là cái gì, 123 đúng rồi, rồi à xin lỗi, sorry, I'm so sorry, tôi phải gắn ngược lại cái này các bạn, tôi phải gắn ngược lại cái này, ok rồi đó. Đấy các bạn thấy hay không, mình không biết, mình không nắm rõ nó là cái gì thì các bạn bắt lỗi bằng cách các bạn alert ra nha. Rồi như nè, 1, 2, 3, A cái nó xóa luôn. Các bạn gõ gì nó cũng xóa, các bạn không thể gõ gì ngoài gõ số. Các bạn không thể gõ gì được ngoài gõ số nha. Thấy chưa? Ổn không ạ? Nhưng cái này không được. À cái này, cái này thì nó kinh khủng lắm. Cái này dấu dấu này là gì đấy ạ? Dấu 8, dấu xóa ngược là backspace là số 8. Thì vậy các bạn được phép backspace hoặc cái anh này. Cái này khác backspace. Và chứ. Và khác backspace. Đấy, khác số 8. Khác số 8, tại vì số 8 là backspace mà. Chạy lại nha. 1 2 3 4 5 6 rồi xóa số 6. Ồ vẫn không được hả? Khoan.
Số 8 có phải backspace không? Alert cái event key code cái nhà. Backspace là cái gì? Rồi. Alert anh này xem. Xem cái xóa ngược lại thì là cái gì ha. Rồi backspace nè. 1 2 3 4 xóa cái. Là số 8 đúng rồi. Rồi. Vậy thì điều kiện đang bị sai. Nếu là số 8 đây, nếu là anh này, khoan, nếu là anh này thì xóa và khác anh này, đúng rồi. Ủa vậy sai chỗ nào mấy đứa? Câu truy vấn à. Rồi. 1 2 3 4 rồi xóa cái. À được rồi, cô chưa bao. Ok. Đó. Đúng rồi, cô bao với thằng kia lại. Đó. Backspace thì vô tư. Backspace thì không tính, không có cắt chuỗi. Đó, các bạn gõ. Ồ chết cha. Đây, các bạn gõ 1 2 3 gì thoải mái. Mình gõ chữ là nó không chịu. Ôi sao alert. Sao alert xóa này đi. Rồi, gõ chữ là không chịu, đúng không? Chữ là không chịu, gõ cái khác không chịu. Rồi, backspace thì nó vẫn backspace bình thường. Đó. Ok, xong rồi. Đó, xử lý sự kiện về thôi các bạn nhé. Xử lý sự kiện về thôi. Đó, thì các bạn phải nắm bắt được sự kiện đấy mục đích làm gì. Nhiều lắm, rất nhiều sự kiện không nhớ được hết đâu. Mình có một số sự kiện mình hay dùng thôi. Giờ on click, rồi on mouse over, on mouse out, rồi on reload. On reload, on key up, on key down, on key press. Mấy cái thôi các bạn nhé. Và các bạn phải hiểu bản chất là gì. Mỗi cái sự kiện nó sẽ gắn với một cái hàm. Cái hàm này được gọi là event handle nhá. Cái này được gọi là event handle. Đó. Thì cô demo cái sự kiện key cho các bạn để các bạn nhìn. Rồi sự kiện on click để các bạn biết. Đó, click chuột thì nó làm gì đó. Thì quan trọng nhất là cái hàm này các bạn thực hiện cái gì thôi nhá. Thì đó là sự kiện, đó là event. Rồi, có ai đặt câu hỏi? À, 8 là gì ha? 8 là key code của cái dấu xóa. Hiểu không? 8 là key code của dấu xóa, dấu mà xóa, dấu backspace nè, dấu xóa này. Đó, cái backspace á, là key code của cái dấu xóa đó. Thì nếu mà xóa thì vẫn cho xóa. Còn nếu không thì nó vừa xóa cái, xong nó lại vừa cắt, nó mất là hai chữ nhé. Cô bắt kỹ chỗ đấy thôi. Ok rồi. Cái này này là HTML này các bạn. Cái này là thuộc tính của thẻ. Ok. Thì cô có thể nạp cái thuộc tính của thẻ à, cái nạp sự kiện vào đây bằng cái on click và gắn cái hàm vào đây. Hoặc cô có một cách thứ hai à, cô không dùng cái thuộc tính này nữa. Đấy. Mà cô muốn nạp sự kiện cho button thì bước thứ nhất ngay nha. Bước thứ nhất là cô phải lấy được cái button này ra. Ok. Cô phải lấy được cái button này ra bằng cách là cô sẽ để document.getQuerySelector cái button. Được không? Cô lấy cái button này ra. Đó, và đây cô đã lấy được đối tượng là button rồi. Xong cô mới gắn sự kiện cho button này. Sự kiện on click cho button thì cô để là add event listener. À, cô enter xuống dòng nhé để các bạn nhìn cho rõ nè. Và cái đối số của nó gồm cái thứ nhất là event. Mà khi event ở trong cái JavaScript á thì nó không có chữ on đằng trước, nó chỉ có click thôi. Ví dụ như là on key press thì có key press, on key up thì có key up, on key down là key down, tức là nó bỏ hẳn cái chữ on đằng trước đấy. Rồi nha, nghe cái này mới là cái quan trọng này. Cái đối số là thứ nhất là sự kiện. Đối số thứ hai sẽ là cái event handle.
tức là cái hàm để xử lý với cái sự cực nạp với cái sự kiện onclick này. Vậy thì các bạn viết hàm vào đây. Và hàm này viết function sao cũng được, function gì cũng được, cái này là một function. Hoặc bạn nào mà viết không quen row function thì làm ơn viết ở đây cho cô là chữ function, trong đó là cái gì đó tùy các bạn. Đó, cái này giả sử như các bạn để là alert cái gì đó thì mình mà. Đấy, tôi đang dùng add event listener. Ok, lưu nó lại. Rồi, đưa con trỏ vào, click chuột cái, nó bật ra thông báo. Xong. Bản chất nó như nhau thôi. Chỉ có điều ở đây là tôi viết một cái hàm riêng, xong đấy là tôi sẽ nạp vào đây. Tôi sẽ gắn đây, gắn nó vào cái on key up này ở trên này á, là nó là thuộc tính của thẻ, nó thuộc HTML. Còn anh này là thuộc JavaScript. Và các bạn thấy là làm việc với JavaScript cái chỗ này thì các bạn bỏ chữ on đi cho cô. Đấy, tất cả sự kiện nó đều giống nhau hết, nó chỉ bỏ cái chữ on đi thôi. Đó, và đây là cái hàm để xử lý. Thay vì các bạn viết một cái hàm riêng thì các bạn viết hàm xử lý, hoặc là các bạn thậm chí có thể tách riêng cái hàm này ra function, thậm chí tách riêng cái hàm ra nha. Nhưng mà đã tách riêng phải đặt tên là function click, tôi viết cho vui thôi nha. Đó rồi, tôi copy cái anh này vào. Control X thả vào đây. Đấy, và ở đây thì tôi không để cái hàm này nữa, mà tôi để là add click. Tôi gọi cái hàm add click vào đây. Đó. Ui, 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 chưa click mà. Đấy. Ây da. Ui, dã man quá, nó chưa click mà. Đấy, cái này là một cái lỗi khi các bạn dùng vậy đó. Đấy. Thì nó đọc trước rồi, nó add nó được đọc trước rồi. Vậy thì cái hàm này viết trước và cái này không được. À, không không không, bỏ cái dấu này ra, sorry. Đó, bỏ cái dấu này ra, click chuột vào đây. Đó. Ok chưa? Ok chưa? Các bạn có thể gọi cái hàm, viết cái hàm này tách ra và gọi nó vào đây. Thì viết tách ra muốn gọi thì phải đặt tên thôi. Không đặt tên sao tôi gọi? Và gọi tên cái hàm là được. Hoặc có một cách khác là ném cả cái hàm này vào trong. Ném cả cái hàm này vào trong. Và ở đây tôi bỏ cái chữ click này đi. Thì cái này tôi gọi nó là callback function, Ctrl Z. Cái này tôi gọi nó là callback function vì sao? Cái hàm này là đối số của cái hàm này. Bản thân add event listener là một cái hàm. Trong nó có chứa hai đối số, trong đó một đối số là một function. Thì cái function này được gọi là callback function. Đó. Nhá. Nếu mà nói nhiều các bạn sẽ bị lẫn lộn đó. Đấy, các bạn cứ từ từ đi. Đấy, và cái việc add event listener là một cách viết khác, cái này của JavaScript. Còn cái này là cái thuộc tính này là của HTML. Nhá, cũng là sự kiện cả thôi. Ok, để đây hiểu chưa ạ? Quay. Cái này tức là người chơi thì được nhập, được chọn, còn máy thì nó random kéo hoặc bố hoặc bao. Ok. Được chưa? Thì bây giờ làm sao máy nó random? Bây giờ để random được ấy thì các bạn có phải là nó sẽ phải duyệt một, nếu là kéo có phải là nó sẽ mảng nó sẽ phần tử 0, phần tử 1, phần tử 2 không ạ? Thì các bạn chỉ cần random được cái index này là 0, 1, 2 là được. Vậy thì tôi sẽ lấy cái index trước. Cô sẽ random cái index trước. Thì có một cái cách để cô Irene, có bạn có nhiều cách để lấy cái random nhé. Thì cô sẽ lấy math.random. Đó, cái random này nó sẽ sinh ra một cái số ngẫu nhiên. Số ngẫu nhiên từ 0. 0 móc vuông này. Vuông này. Từ 0 tới 1. Có nghĩa là nó không tới 1 đâu các bạn nhé. Nó không tới 1 đâu, nó gần xấp xỉ 1 thôi. Tức là nó sinh một số ngẫu nhiên 0, 0,11, 0,12, 13, 14, 19999 gì đó.
0,99999 nhưng không, nó không bao giờ tới một. Đó, nó sinh ra một số ngẫu nhiên như thế. Thì cô sẽ lấy cái này, cô nhân cho bao nhiêu cũng được, cô nhân cho 100 cũng được, nhân cho bao nhiêu không quan trọng. Nhân cho 99 nhân cho bao nhiêu không quan trọng. Nhân nó sinh ra một, sinh một số nào đó. Đó, sau cô làm tròn đi. Làm tròn. Đó, cô lấy số bao nhiêu không quan trọng, cô sẽ làm tròn, cô dùng cái mát chấm round hoặc là mát chấm gì đó, cô làm tròn. Đó. Đó, cô làm tròn đó. Làm tròn số này và cô chia cho 3. Chia phần trăm cho 3. Chia để lấy phần dư. Tức là các bạn được 100, cô chia cho 3 sẽ dư 1. 99 dư 1. Cô có 99, cô chia cho 3 cô sẽ dư 0. Cô có 101, cô chia cho 3 cô sẽ dư 2. Tóm lại cái phần dư mà khi chia cho 3 thì nó chỉ rơi vào 0 đến 2 thôi. Còn số này các bạn nhân bao nhiêu tôi không quan tâm. Đừng có nhân số nhỏ quá thôi. Đó, đó là cách để làm của cô. Đấy, nó luôn luôn ra một cái số từ 0 tới 0 hoặc 1 hoặc 2 hoặc 3. Ok. Rồi, mat.floor.random.nhân3 cũng được, cái nào cũng được nhé. Không quan trọng. Cô bảo là các bạn có nhiều cách nhé. Đấy, thì đây là một cách cô thích cách chia dư cho 3. Đấy, các bạn có nhiều cách. Ok không ạ? Rồi. Vậy là cô ra được cái số random vậy. À, bây giờ cô sẽ lấy cái array chấm là ra cái máy thôi. Và máy chơi sẽ bằng array index này là nó sẽ ra cái ngẫu nhiên. Các bạn alert cái nha. Alert cái máy chơi các bạn liền nè. Cái máy chơi cái các bạn biết liền là nó sẽ ra cái gì nhá. Rồi. Búa. Thấy chưa? Lần này ra búa để có comment cái lại prompt này trước đi ha. Rồi kéo. Rồi F5 cái nữa. Bao. F5 cái nữa kéo. Nó ra ngẫu nhiên luôn các bạn nhé. Bao. Đấy. Kéo. Có vẻ búa ra quá ha. Bao. Bao. Không thể búa ta. Búa. Giờ ra búa. Đó. Nó ra một cách ngẫu nhiên. Vậy thì các bạn lấy được. Lấy được người chơi rồi. Người chơi nhập vào rồi. Rồi các bạn có máy, đúng không? Máy đã sinh ra số ngẫu nhiên rồi. Thì giờ còn một việc duy nhất là các bạn so sánh thôi. Khi nãy là bạn nào đó íp tới chết đó. Đúng không? Íp thôi. Vậy thì các bạn sẽ so sánh cái người chơi này với máy chơi. Vậy tôi sẽ switch. Cô sẽ dùng câu lệnh switch cũng được nhé các bạn. Câu lệnh tôi dùng câu lệnh switch nè. Switch. Người chơi. Đó. Case. Nếu người chơi mà ra kéo thì tôi so sánh. Rồi sau đấy cô break. Rồi còn case người chơi mà ra búa, tôi lại break. Đấy tôi so sánh thôi. Còn người chơi mà ra case là bao thì tôi lại so sánh thôi. Rồi còn ngược lại default. Default nghĩa là người chơi nhập sai thì các bạn báo cho người ta một cái lỗi là alert. Yêu cầu nhập kéo hoặc búa hoặc là bao thôi. Ok chưa? Đấy, không cần break nữa tại vì đến đây thì hết break rồi, đằng nào nó cũng thoát. Đấy, break. Các bạn muốn cho chơi nhiều lần thì các bạn để nó vòng lặp thôi. Rồi. Ok. Vậy bây giờ các bạn sẽ kiểm tra. Nếu kéo thì sao ạ? If. Nếu mà máy chơi mà bằng bằng chuỗi kéo thì huề đúng không? Kéo thì là ok alert. Đúng không ạ? Hòa rồi. Ok. Rồi. Còn ngược lại if tiếp. Đấy, máy chơi mà bằng búa kéo búa thì cái này là
Người chơi thua rồi, đúng không? Vậy thôi các bạn. Rồi con ngược lại thì là người chơi thắng rồi, đúng không? Người chơi thắng rồi. Ok, vậy thôi ha, đơn giản. Cái cuối cũng thế, cái cuối cũng thế. Giờ cô ra kéo. Ok, cái thì người chơi thắng rồi, có nghĩa là ông này ông ra vào, thấy chưa? Ok không ạ? Rồi cái dưới cũng tương tự, nhưng mà cô đang, các bạn làm được tiếp đúng không ạ? Cái dưới tương tự thì các bạn làm tiếp được đúng không ạ? Làm được đúng không ạ? À mà thỉnh. Ok, thì cái dưới tương tự là chắc chắn các bạn sẽ làm được. Ok, rồi bây giờ cô không nói nữa, nhưng mà cô gợi ý một chút cho các bạn nhé. Các bạn có cách nào nhanh hơn không? Cái này nó sẽ có 9 cái đấy. Đây, một dòng, hai dòng, ba dòng, 3 x 3 là 9 cái. Vậy các bạn có cách nào nhanh hơn không? Về suy nghĩ thử xem. Nếu là cô dạy thì cô bắt nói các bạn làm này là đủ rồi, nhưng mà bây giờ cô sẽ đặt câu hỏi là có cách nào nhanh hơn không? Các bạn có thể đưa ra một cái bộ gì đó để các bạn đưa ra cái bộ tắc không? Đấy, chứ là cái 9933 là 99 này là cũng dài dòng đúng không? Rồi, đấy là một cái gợi ý cho các bạn đấy. Các bạn thử suy nghĩ xem có cách nào hay hơn không nhé. Rồi, bây giờ dừng nha.